Hello, em xin chào cả nhà. Em mới vừa ở trong bến xe lửa bước ra. Các bạn biết gần một năm nay thì em mới đi xe lửa đó các bạn. Từ nhà đi đến đây á, thì nó không có xa. Nhưng mà đi xe nhà đó thì mình đi tung tăng khi mà gửi xe và mình trở lại lấy xe thì nó rất là xa. Nên đi xe lửa thì nó tiện lợi lắm. Bởi vì mình đi vòng vòng á, thì nơi đâu cũng có xe lửa để mà mình đi về. Nên bữa nay thì cũng muốn đi lòng vòng. Cho nên đi xe lửa cho nó tiện lợi, bởi vì cũng lâu quá trời luôn mới đi xe lửa. Bữa nay trời nước Anh cũng ấm, em muốn đi dạo trung tâm thành phố. Em mời các bạn cùng theo chân em để coi hôm nay em đi đâu và phong cảnh ở nước Anh có thêm những gì đẹp và thú vị để cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ thì em mời các bạn cùng theo chân em để mình đi tham quan thành phố Linh Đình ngày hôm nay nha các anh chị em. Ở trung tâm thành phố có cái trường đại học nè các bạn. Trường này cũng lớn lắm. Ai mà ở thành phố thì đi trường đại học này thì sáng đi chiều về, không cần phải ở lại trường học. Ra đây thì những ngôi nhà cao tầng, người ta làm việc và buôn bán và shop, nhà hàng. Ra tới đây nhiều nhà cao tầng nhìn rất là đẹp và sang trọng ha. Khu này á, là khu du lịch rất là nổi tiếng ở Linh Đình. Mình đi một hồi thì mình sẽ đi lên cây cầu, nhìn thấy được cái vòng tròn là kêu Linh Đình Ai á các bạn. Ai đi qua nước Anh á, thì cũng đến đây để du lịch tham quan. Bây giờ thì em chuẩn bị đi lên cây cầu nè. Mình lên cây cầu để mình ngắm con sông ha. Cây cầu rất là đẹp luôn. Cái con sông này á, thì nó nhiều cây cầu lắm, bởi vì cái con sông nó dài dữ lắm, dài luôn, thì nhiều cái con sông bắc ngang mà cây cầu nào cũng nổi tiếng hết á. Đó, các bạn thấy được cái vòng tròn chưa, Linh Đình Ai đó. Ngay đó thì cũng có một cây cầu nữa mà em thì đứng cây cầu bên đây. Lên trên đây mình ngắm cảnh nó đẹp lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn xuống á, thì có một cái con đường để cho khách du lịch đi dạo để ngắm con sông và những chiếc tàu. Bây giờ đang đứng ở trên cây cầu, mình muốn xuống dưới đây mình đi phải đi vòng xa lắm. Ở dưới đó là nguyên một cái con đường mòn, nó dọc theo cái con sông, nó dài dữ lắm, dài luôn. Ở chiều tối á, là vui lắm các bạn. Nó người ta đang đi ở dưới đó đó. Rồi có bàn ghế và quán nước, quán ăn ở dưới vui lắm. Khi nào thì em sẽ đi xuống dưới đó để cho các bạn tham quan ha. Em đang đứng ở trên cây cầu Waterloo Bridge. Mình đứng ở bên đây á, thì thấy được cái vòng tròn mà cây cầu kêu Linh Đình Ai á các bạn. Khi các bạn đến Linh Đình chơi á, thì đừng có bỏ lỡ cái địa điểm du lịch ở thành phố Linh Đình này nha các bạn. Nó nhiều cái địa điểm để mình đi chơi và nó đẹp lắm luôn và nổi tiếng nữa. Đến đây thì có bến xe lửa và bến xe buýt, khi mình đến là tới chỗ luôn và mình chơi xong á là có bến xe lửa và bến xe buýt mình đi về, rất là tiện lợi luôn. Em đang đi ở trên cây cầu ngắm cảnh xung quanh và tòa nhà cao tầng ở Linh Đình á. Nhiều cái con sông lắm, tàu ghe nó chạy và cảnh nhìn nó thoải mái và nó thư giãn lắm khi mình đứng ở trên đây á các bạn. Rồi mấy cái chiếc tàu mà ở dưới sông á này á thì mình đi tới cái chỗ thành phố để mình thuê. Mình thuê một chiếc vậy á thì người ta tính thời điểm mình chạy bao nhiêu.
Và có một cái chiếc tàu lớn nữa, mình mua vé mình xuống, người ta sẽ chở cho mình đi vòng vòng để tham quan và ngắm cảnh thành phố Linh Đình. Các bạn thấy đứng ở trên cây cầu nhìn cảnh thật là thư giãn luôn. Những cái tòa nhà và những chiếc tàu á đẹp lắm luôn. Ở đây thì nhiều loại tàu lắm, nhiều con tàu thì nó chở khách cho mình đi, rồi nhiều tàu để chở hàng quá. Các bạn biết cái con sông này á, là hàng năm là đốt pháo cho ngày Tết á, nhưng mà 2 năm rồi thì không có đốt pháo. Đốt pháo là cây cầu bên kia, nó gần cái vòng tròn mà Linh Đình ngay á các bạn, nó cái vòng tròn đó đó, là bên đó có cây cầu nữa là đốt pháo phía bên đó. Nói đến cây cầu này thì ai cũng biết và nó nổi tiếng lắm luôn. Về chiều là khách du lịch người ta đi tham quan nhiều lắm. Em cũng muốn quay để cho các bạn nào mà thích xem cảnh như em vậy đó thì xem cho vui ha. Em thì thích xem cảnh lắm các bạn ơi. Đi nhiều lần rồi nhưng mà khi trở lại nhắm nữa thì cũng lại thích nữa hả. Nên em thích cảnh và đi đâu cũng quay cảnh. Các bạn nào mà sở thích giống em thì xem cho vui ha. Với lại các bạn nào chưa có dịp đi qua Linh Đình thì xem cảnh để mà khi mình có được điều kiện thì mình qua đây để tham quan và biết những cái điểm để mình đi đến để mình du lịch. Cái con đường ở dưới á, là nó chạy ngang qua cây cầu luôn á các bạn. Cây cầu này nó dài lắm luôn, đi hồi nãy giờ mà nó chưa tới bờ luôn á các bạn. Đứng ở trên cây cầu nhìn bao la xung quanh rất là đẹp. Bây giờ thì cũng sắp sửa để mình cuối cái chân cầu rồi. Qua bên đây là những cái tòa nhà cũng rất là đẹp và nó nhộn nhịp bên đây nữa nè. Em quay vòng vòng chia sẻ cho các bạn trước thì một chút em cũng đi cái shop quần áo để mua một số đồ. Mà vô đó quay á, ở người ta không có cho các bạn ơi, lúc này rất là khó luôn. Và nên nhiều khi cũng đi chợ và đi mua thực phẩm thường xuyên hàng tuần. Nhưng cũng khó quay để chia sẻ cho các anh chị em xem những cảnh em đi shopping nữa. Bây giờ ở nước Anh á, mình vào mình quay á, là cái gì cũng bản quyền của người ta. Người ta không có cho thích mà mình đi vô quay ha, hoặc chụp hình đó các bạn. Nên chỉ là quay vòng vòng bên ngoài cho các bạn xem. Còn ở trong shop thì rất là khó luôn. Mà khi nào em quay được thì em cũng quay để chia sẻ cho các bạn ở trong shop. Nơi đây nhé là con phố đi bộ. Mình đi dạo chơi, ăn uống, shopping đồ ở trong đây nè các bạn. Hai bên là nhà hàng và shopping. Mình đi chợ đồ xong xuôi rồi mình ăn uống. Có những cái bàn ở bên ngoài nè. Mình ngồi bên ngoài rất là thoải mái luôn. Vào trong đây vui lắm các bạn. Vừa đi shopping và vừa ngắm cảnh và ăn uống luôn. Cái con đường này á, là hai bên là shopping mà em không hiểu sao mà nó vắng vẻ quá trời luôn, không có ai luôn. Cũng đi một vòng cho các bạn tham quan ở trong đây luôn. Đi hai cái con đường hẻm này á, là không người các bạn ơi.
thì cũng con đường lớn và mình quẹo vô cái con hẻm nè. Bây giờ thì mình đi chở ga. Đi ở trên đường thì nhìn vào trong đây có một quán nước mà các bạn nhìn tưởng đâu là người ta bán cây giống ha. Một cái quán nước nhìn rất là lý tưởng luôn. Cuối tuần các bạn có đi dạo chơi giống như em không các bạn? Em thì có sở thích là đi ngắm cảnh và đi dạo chơi, còn các anh chị em nào mà thích nấu ăn thì chắc cuối tuần ở nhà nấu ăn rồi cho gia đình ha. Em thì cuối tuần thì em hay dắt con đồ đi chơi để tham quan ngắm cảnh và mình cũng đi chợ luôn. Cũng một ngày đi dạo và quay vòng vòng cảnh Linh Đình cho các anh chị em xem. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy bấm đăng ký và theo dõi cái kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo nha các bạn. Các bạn xem video mà thấy thích ngắm cảnh thành phố Linh Đình thì hãy cho em biết ha. Thì khi nào em đi chợ ha, em ra Linh Đình thì em sẽ quay vòng vòng cho các bạn xem thêm những cái cảnh thành phố Linh Đình. Bây giờ thì em xin ngừng video và hẹn lại các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.